dân gian khắp nơi vẫn đồn thổi những câu chuyện ly kỳ về những bộ xương bị sét đánh. Người ta đồn rằng nếu có được bàn tay người bị chết vì sét đánh thì việc ăn trộm dễ như trở bàn tay, tiền bạc chẳng mấy chốc mà giàu có. Thực hư việc cầm xương bàn tay người bị sét đánh giúp những tên trộm có khả năng tàng hình chưa được kiểm chứng. Nhưng lời đồn đó ở vùng đất nào cũng có. Và ở Điện Biên Phủ, một vụ trộm xương người bị sét đánh đã xảy ra nhiều năm. Nhưng đến nay vẫn được nhiều người dân ở đây kể lại như một lời cảnh tỉnh với những người có ý định động chạm đến mồ mả của những người đã khuất. Những người tham gia vụ trộm xương năm đó, người thì chết bất đắc kỳ tử, người thì vào tù ra tội, người thì vật vã trả món nợ với quá khứ tội lỗi. Để kiểm chứng về câu chuyện năm nào, chúng tôi được người dân tại đây giới thiệu đến gặp ông Đoàn Văn Diệp, ngụ phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ông Diệp là một trong những người tham gia vụ trộm xương cô y tá bị sét đánh vào năm nào. Và đến bây giờ, sau nhiều năm, ông vẫn đang phải từng ngày vật lộn để trả món nợ quá khứ. Ông Diệp từng đi bộ đội, ra quân ông về Điện Biên, làm công nhân tại nông trường Điện Biên rồi lập gia đình, sống luôn tại đất của nông trường. Nhà ông cách bệnh viện nhân dân không xa lắm. Biết ông là người bạo gan nên cán bộ trong bệnh viện thường thuê ông chôn cất cho những tử thi chết vì nhiều nguyên do đặc biệt mà không tìm được thân nhân hoặc thân nhân không nhận. Người dân trong vùng cũng an táng người chết ở sau bệnh viện nên quả đồi biến thành nghĩa địa lớn, tên là Nghĩa địa Hòa Bình hoặc là Nghĩa địa Nong Bua. Lâu dần, ông Diệp coi đó là công việc kiếm thêm. Một hôm vào ngày giữa tháng âm lịch đầu thu năm 1987, khi ông Diệp đang uống nước chè ở nhà hàng xóm là ông Chiến, thì hai người là ông Điền và ông Tài ở xã cạnh kéo đến bàn chuyện bí mật. Ông Điền tỏ vẻ bí ẩn. Có vụ này, hai ông đi làm không? Chỉ mất nửa buổi thôi mà được 500.000 đồng chia nhau. Ngày đó ông Tài làm thuê cho Trần S, gã là cán bộ nhà nước nhưng kiếm sống bằng công việc đánh hàng từ Lào về Việt Nam. Trong lần giải lao, ngồi uống trà, hút thuốc Lào, Trần S mới lôi chuyện xương người bị sét đánh ra nói chuyện. Huyền Thuyền chán chê những câu chuyện thần bí thì anh ta mới bảo hai ông Tài và Điền rằng thử đi tìm kiếm xem ở Lai Châu có ai bị sét đánh chết trong thời gian gần đây không. Nếu kiếm được thì hắn sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Nghe S nói vậy, ông Tài và ông Điền mới lần mò đi hỏi. Trong một lần trò chuyện thì người đàn ông tên Chính kể rằng mấy năm trước có nghe bà Mai là y tá ở một bệnh xá kể rằng có một cô gái bị sét đánh, lúc đưa vào bệnh viện thì đã chết còng queo rồi. Chuyện xảy ra vào năm 1983, đêm ấy mưa to gió lớn, cô y tá Vũ Thị L đang đạp xe ở trước sân bay Mường Thanh thì bị sét đánh trúng, cướp đi mạng sống của mình. Không biết người thân là ai nên người dân đưa thi thể cô ấy vào bệnh viện. Lục lại giấy tờ mang theo, người ta mới biết cô L là người Tuyên Quang. Cô lên vùng đất tận vùng Tây Bắc học trường trung cấp y tỉnh Lai Châu. Khi đó chưa tách tỉnh thành Điện Biên và Lai Châu. Học xong cô về công tác ở huyện Điện Biên, cách thành phố không xa. Người thân ở mãi Tuyên Quang, nhà lại nghèo, đường xá thời điểm đó vô cùng khó khăn, không có điều kiện đưa thi thể người con gái xấu số này về quê, nên đã chôn chị L ở nghĩa địa Hòa Bình. Người thân cho đào mộ cô rất sâu, chôn chặt, rồi ở lại trông nom hơn một tháng trời. Người ta tin rằng một tháng sau khi người bị sét đánh chết thì năng lượng không còn tích tụ trong xương nữa, nên bộ xương vô giá trị. Chính vì thế chỉ cần trông nom mộ khoảng một tháng từ khi người đó qua đời vì lưỡi tầm sét. Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ nữ y tá này đã bị chôn 4 năm rồi, còn bị đám người đào mộ quốc mả để trộm cốt. Sau khi ông Tài và Điền trình bày, thì ông Diệp và Chiến gật đầu ngay. Kế hoạch đào mộ được nhóm người này vẽ ra chi tiết, chọn ngày giờ đẹp để xâm nhập vào nghĩa địa và trộm xương cốt. Như đã hẹn, đúng 9 giờ đêm, nhóm người này có mặt ở nghĩa địa Hòa Bình. S đã mua trang thiết bị sẵn cho mọi người. Sau khi bàn bạc, ông Tài được phân công cảnh giới từ chân đồi. Biết có thêm hai người tham gia đào mộ, nên S đã đưa trước 20.000 đồng, cùng 1kg thịt ba chỉ, nửa nạc nửa mỡ. Nhóm người này đã chia nhau, mỗi người 5.000 đồng. Số tiền 5.000 đồng chia nhau, ông Diệp trích một phần, mua hoa quả, nén hương, đem theo để làm lễ đàng hoàng. Ông Diệp bày hoa quả thắp hương rồi khấn vái. Anh nhà nghèo, đông con cái nên mới làm cái việc này. Thằng S nó thuê anh. Thì anh cứ biết đưa em lên tắm rửa cho em. Còn nó mang em đi đâu làm gì thì anh không biết, kệ nó thôi. Có gì em thông cảm cho anh. Cũng vì nghèo đói mà làm liều em ạ.
em có vật, cứ đi tìm thằng S ở chợ Điện Biên mà vật nó, vì nó mới là chủ mưu. Nghĩa địa nằm trên quả đồi đầy sỏi đá, thi thể cô L lại được chôn cất rất sâu, nên nhóm người phải hì hục đào suốt mấy giờ đồng hồ. Bật nắp áo quan ra, một mùi nồng nặc bốc ra, nhóm người cố nín thở để mùi xú uế bay đi hết mới bắt đầu hành sự. Ông Chiến cởi trần nhảy xuống, hai tay khoáng nhanh vào bên trong chiếc quan tài, lần mò từng chiếc xương cho vào chiếc túi vải. Ánh đèn pha loang loáng soi, đôi tay ông Chiến vùng vẫy trong thứ nước đen ngòm, bốc mùi hôi tanh, lần mò từng mẩu xương. Khi xương được vớt hết, ông Chiến giao cho ông Điền mang về nhà để thực hiện việc rửa một lần nữa. Ngôi mộ được nhóm người đắp lại hiện trạng như cũ, nhưng thi thể người đã khuất không còn nguyên vẹn. Sau khi rửa sạch chỗ xương cốt, ông Điền giao chiếc túi vải cho ông Ed. Gã nhận lấy cái túi, xua ông Điền về, hứa sẽ trả tiền vào ngày hôm sau. Ngay trong tối hôm đó, ông Điền về nhà thắp nén hương, lầm rầm cầu khấn, mong thi thể cô L bỏ qua cho việc làm tội lỗi của mình. Sau đêm quật mộ, lấy trộm bộ xương cô y tá chết vì sét đánh, hàng loạt những câu chuyện ly kỳ, nhuốm màu sắc liêu trai đã xảy ra với nhóm đảo mộ lẫn người thuê đảo mộ. Theo ông Đoàn Văn Diệp, người bị nhận báo ứng đầu tiên là ông Chiến, một trong số 4 người đào trộm mộ đêm hôm đó. Ông Diệp kể, không biết có phải là do quà báo hay vì tức giận khi không đòi được tiền Trần S mà ông Chiến cứ nổi cơn điên khùng. Mỗi khi lên cơn, ông Chiến đều đòi mang bộc phá đến cho nổ tung nhà Trần S. Một thời gian sau đêm đào mộ, cuộc sống của ông Chiến và gia đình cứ khó khăn chật vật mãi, làm ăn gì cũng không phất lên được. Sau đó ông ốm liệt giường vì căn bệnh ung thư vòm họng và qua đời ở tuổi 49, để lại người vợ cùng đàn con nheo nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Không lâu sau đó, ông Diệp hoảng hồn khi nhận được thông tin vợ ông Chiến cũng đã chết thảm vì bị điện giật. Người thứ hai phải lãnh chịu hậu quả trong nhóm đào mộ là ông Điền. Khi còn sống, ông Điền có bảo rằng từ hôm đào trộm mộ, hôm nào ông ấy cũng gặp phải ác mộng, không thể ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là lại nhìn thấy hình ảnh cô L đứng ở đầu giường khóc than, ông Diệp thông tin. Theo như lời ông Diệp, ông Điền kể lại rằng, cái đêm nhận hài cốt ở bãi Tha Ma để giao cho ông Trần S, mặc dù ông Điền đã buộc kỹ lưỡng bộ hài cốt, nhưng không hiểu sao vừa bước chân ra khỏi nghĩa địa thì chiếc hộp sọ từ trong bao rơi ra ngoài, lăn lông lốc xuống ruộng. Ông Điền với tay nhặt hộp sọ lên thì bất ngờ bị rắn cắn. Thời điểm đó ông Điền không biết đó có phải là rắn độc hay không, nhưng một thời gian sau ông Điền bị tai biến, đến bây giờ vẫn nằm một chỗ, không thể đi đâu được. Người thứ ba trong nhóm đào trộm mộ là ông Tài, một thời gian sau cũng đột ngột ngã bệnh rồi qua đời ở tuổi 46. Hồi đó, cái chết của ông Tài làm ông Diệp thất kinh, bởi theo lời ông Diệp, ông Tài khi ấy khỏe lắm, làm việc bằng cả mấy thanh niên, nhưng đột nhiên lại qua đời mà không ai biết lý do. Cái chết của ông Tài khiến cho gia đình ông Diệp ngày đêm lo lắng. Thậm chí ông Diệp còn cho hay mình đã thông báo sẵn tinh thần với vợ con, sợ ra đi đột ngột, không kịp nói gì với người thân. Không phải lúc bấy giờ tôi mới sợ, thực chất tôi đã có điểm báo từ trước rồi. Đêm hôm tôi quật mộ cô lở lên thì căn nhà của gia đình bỗng nhiên bốc cháy, mặc dù gia đình trước đó không hề đun nấu gì. Tuy nhiên lúc đó tôi không nhận ra nên cứ ung dung cho qua. Sau này thấy những người từng đào mộ lần lượt phải trả giá nên tôi mới nghĩ đến, ông Diệp nhớ lại. Kể từ sau những cái chết bất thình lình của những người trong nhóm đào mộ, gia đình ông Diệp thường xuyên đi chùa khấn vái hơn. Mỗi lần như thế, ông đều gọi tên cô L, kể rõ oan tình và mong cô đại xá, tha tội, cho lúc túng quẫn làm liều. Lâu dần, những biến cố xảy ra với gia đình ông cũng thưa thớt rồi mất hẳn. Ông Diệp tin rằng cô L ở dưới suối vàng đã nghe được những lời khẩn cầu của ông. Lại nói đến Trần S, chẳng hiểu có liên quan gì không, nhưng sau vụ đào trộm mộ một thời gian, ông Trần S phất lên như diều gặp gió. Hồi ấy Điện Biên Phủ còn nghèo, gia đình nào sang lắm thì có được chiếc xe Phượng Hoàng đi, còn xe máy thì ngóng đỏ mắt ngoài đường mới thấy. Thế nhưng gia đình ông S thời điểm đó tậu được hai chiếc xe Simpson, suốt ngày đèo vợ con diễu phố. Không ai hiểu vì sao một người cán bộ quèn lại có được nhiều tiền như thế. Những người trong đám đảo mộ trộm như ông Diệp thì mặc định mọi sự giàu có của ông S đều là nhờ bộ xương người bị sét đánh. Người thì bảo gã đem bộ xương sang Lào bán lại cho một tay thầy bùa nào đó, thu được số tiền lớn. Người thì bảo gã dùng chính bộ xương đó để làm ăn nên mới phất nhanh như vậy. Điều ông Diệp và hầu hết mọi người nơi đây ngỡ ngàng khi vào thời điểm những năm đầu của thập kỷ 90, ông Trần S bỗng nhiên trở thành giám đốc doanh nghiệp. Công việc làm ăn kinh doanh của gã cũng như diều gặp gió.
báo chí tung hô coi ông S là tấm gương sáng trong việc đi đầu phát triển kinh tế của tỉnh vùng cao. Cũng chính vì cái danh tiếng đó mà doanh nghiệp của Trần S được giao thực hiện một dự án có số vốn lên đến 432 tỷ đồng với hy vọng có thể làm thay da đổi thịt vùng đất nghèo nhất nước. Trần S được giao nhiệm vụ giám đốc dự án đặc biệt quan trọng này. Thế nhưng, dự án chưa thực hiện được là bao, Trần S đã biển thủ hơn 50 triệu đồng. Mặc dù lực lượng công an điều tra, theo dõi, có thể tóm bất cứ lúc nào, song anh ta vẫn cứ ngông nghênh, chẳng sợ. Mấy người đào mộ còn tin rằng một pháp sư ở Lào sử dụng sức mạnh âm binh của bộ xương giúp anh ta tiến thân, làm ăn và không sợ bất cứ thế lực nào. Thế nhưng trong thời gian Trần S cùng đàn em ngao du sang Mỹ, gọi là đi tham quan các trường đại học nổi tiếng thế giới để học hỏi kinh nghiệm, thì công an tỉnh Lai Châu rảnh rang vào cuộc điều tra, thu thập hồ sơ chứng cứ mà không sợ bị anh ta can thiệp, tìm cách bưng bít. Khi Trần S đón máy bay từ Mỹ về Nội Bài thì lực lượng công an đã tóm gọn ngay trên máy bay. Tra tay vào cổng số 8, Trần S vẫn ung dung nghĩ rằng mình không thể bị bắt, rồi công an sẽ phải thả. Thế nhưng lúc ra tòa, bị xử chung thân, Trần S mới cay đắng nhận ra rằng lúc ăn nên làm ra thì lắm bạn bè đệ tử ô dù, nhưng lúc ngã ngựa thì chẳng thấy ai. Thậm chí âm binh là tấm bùa xương người sắt đánh cũng chẳng giúp được gì. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy hay, mong quý vị hãy bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.